Hoa đu đủ đực, tác dụng, thần dược hỗ trợ điều trị ung thư. Hoa đu đủ đực. Đu đủ là một loại cây thân thảo không mấy xa lạ với nhiều người, nhưng ít ai biết về tác dụng thần kỳ của loài hoa này, như là hỗ trợ điều trị ung thư, huyết áp và trị ho. Bài viết dưới đây thì mình xin chia sẻ với các bạn về cái công dụng của hoa đu đủ đực. Đu đủ có tên khoa học là Carica, là loài cây có nhiều dạng tính như là đực cái lưỡng tính. Cây đu đủ chỉ có duy nhất một ngọn, ngọn chính mọc thẳng, khá mềm. Nếu bị gãy thì phần ngọn này sẽ sinh ra thêm 2 đến 3 ngọn khác. Và cây đu đủ chia làm hai loại, đó là cây đu đủ đực và cây đu đủ cái. Cây đu đủ cái sẽ cho ra quả, còn đu đủ đực thì cho ra hoa. Nên thường ở các nơi trồng đu đủ để lấy quả. Khi gieo trồng, nếu phát hiện cây đu đủ con là cây đu đủ đực thì người ta thường bỏ và không trồng nữa. Cây đu đủ thường được sử dụng gần như toàn bộ các bộ phận của cây, gồm có thân cây dùng làm gỗ, cột, phần lá và hoa được dùng làm thuốc chữa bệnh, phần quả thì để ăn. Và hình dạng của cây đu đủ đực. Cây đu đủ đực thân nhỏ hơn cây đu đủ cái, và điểm đặc trưng chính là khi phát triển thường mọc hoa ở phần kẽ lá. Hoa thường mọc dài và nhiều. Thân cây đu đủ thường ít khi có nhánh. Phần cành nhánh mọc chủ yếu ở ngọn. Cây đu đủ rất là hiếm, khó mọc vì người trồng thường ưa cây đu đủ cái hơn là chúng ra quả. Cây đu đủ đực thường nhỏ hơn rất là nhiều so với cây đu đủ cái. Cây đu đủ đực nói chung có mặt ở khắp nơi, đặc biệt là ở vùng đất thấp và các nước châu Á. Hoa đu đủ đực thường được trồng ở các ven xen canh cây đu đủ, những nơi trồng thảo dược đặc hữu, bởi nó sử dụng để làm thảo dược chữa bệnh là chính. Hoa đu đủ được thu hoặc từ tháng từ 5 đến tháng 10, và khi thu hái về sẽ được phơi khô để loại bỏ những tạp chất cũng như dễ dàng bảo quản và sử dụng hơn. Thành phần của hoa đu đủ đực. Hoa đu đủ đực chứa nhiều chất đạm, axit gallic, phenol. Đây là các chất giúp chống oxy hóa tế bào, đồng thời ngăn ngừa ung thư, tiểu đường. Hoa đu đủ chứa rất nhiều vitamin A, C, E cùng các khoáng chất giúp tăng cường sự trao đổi chất trong cơ thể. Cách chế biến hoa đu đủ đực thành thuốc. Cách chế biến hoa đu đủ đực để làm thuốc rất đơn giản. Bông tươi thường thu hoạch khi cây trồng được 2 đến 3 năm tuổi. Người ta sẽ hái vào lúc sáng sớm khi trời còn tờ mờ sương. Theo kinh nghiệm nhân gian thì hái hoa lúc còn đọng những giọt sương mai sẽ giữ lại đầy đủ những dược tính của nó. Vì sản lượng hạn chế chỉ khoảng 30% trong tự nhiên, nên chúng thường được phơi khô để sử dụng lâu dài. Chỉ cần phơi trong nắng nhẹ, cho hoa hơi héo đi, chuyển sang màu vàng nghệ là được. Cuối cùng mang đi đóng gói, bảo quản để làm thuốc. Tác dụng của hoa đu đủ đực. Hoa đu đủ đực là một vị thuốc rất được trọng dụng trong đông y. Kể cả y học cổ truyền và y học hiện đại đều công nhận những tác dụng mà nó mang lại. Đây là loài hoa đem lại rất nhiều tác dụng rất là tuyệt vời cho sức khỏe chúng ta. Sử dụng chúng thường xuyên sẽ mang lại hiệu quả thực sự bất ngờ. Tác dụng của hoa đu đủ đực hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra hoa đu đủ chứa rất nhiều chất như là phenol, beta-carotene, tự nhiên. Đây là các chất giúp tăng cường chức năng của hệ miễn dịch, đồng thời chống oxy hóa mạnh mẽ. Từ đó, hoa đu đủ đực đã được nghiên cứu và nhận định rằng có thể ức chế, hỗ trợ điều trị ung thư cực kỳ tốt. Thành phần trong hoa đu đủ đực giúp hỗ trợ điều trị cũng như làm giảm các triệu chứng của ung thư phổi nhờ hai hợp chất là alkanol và flavonol. Hai hợp chất này giúp hoa đu đủ đực mang lại tác dụng kháng viêm, kháng u hiệu quả, ngăn ngừa các gốc,
tế bào tự do nguy hại đến cơ thể, hình thành ung thư. Hoa đu đủ đực có tác dụng với ung thư vú và bạch cầu. Trong hoa đu đủ đực có chứa nhiều carotenoid và isothiocyanate. Đây là hai chất có tác dụng ức chế khối u, phòng chống ung thư, điều trị ung thư vú và bạch cầu. Hoa đu đủ đực có tác dụng giúp phòng ngừa ung thư tuyến tiền liệt. Các nhà nghiên cứu Mexico đã chỉ ra hoa đu đủ đực và lá của cây đu đủ có thể phòng ngừa và ngăn chặn hình thành các tế bào ung thư, đặc biệt đối với ung thư tuyến tiền liệt, tỷ lệ lên đến 82% ở nam giới đã phòng tránh được. Hoa đu đủ đực có tác dụng giúp tăng cường chức năng hệ tiêu hóa. Hoa đu đủ đực ngăn ngừa, điều trị các chứng bệnh liên quan đến tiêu hóa như là khó tiêu, táo bón, viêm đường ruột. Đây là những tình trạng khá khó chịu khi chế độ dinh dưỡng của bản thân bất ổn. Men baben trong hoa đu đủ đực giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, ngăn ngừa táo bón, chống viêm ruột, ngăn chặn tình trạng ợ nóng, ợ chua và khó tiêu. Các khoáng chất, vi lượng, vitamin A, C, E trong hoa đu đủ đực giúp quá trình tiêu hóa dễ dàng hơn. Quá trình trao đổi chất được tốt hơn, ngăn ngừa oxy hóa và bảo vệ tế bào. Hoa đu đủ đực có tác dụng giúp phòng chống đột quỵ, đau tim. Người lớn tuổi, người già cần được bổ sung beta-carotene vì ở chế độ này, các bệnh lý liên quan đến tim mạch thường xảy đến như là đau tim, đột quỵ, liệt nửa người. Trong khi hoa đu đủ đực lại chứa một lượng beta-carotene rất dồi dào. Vì thế, việc sử dụng hoa đu đủ đực cho người già là cực kỳ tốt và cấp thiết. Bên cạnh đó, các hoạt chất này còn giúp thông huyết, bổ máu, điều hòa tĩnh mạch, giúp tim luôn khỏe mạnh và chống tình trạng đột quỵ xảy ra. Công dụng của hoa đu đủ đực ổn định huyết áp, giảm cholesterol. Hoa đu đủ đực giúp điều hòa huyết áp trong cơ thể, giúp máu được lưu thông dễ dàng hơn. Hàm lượng dưỡng chất trong đu đủ giúp ngăn ngừa hiệu quả các bệnh như là tăng huyết áp cao hay gây ngất do thiếu huyết áp tuột. Hoa đu đủ đực rất giàu folate cùng các chất chống oxy hóa, giảm cholesterol cực kỳ hiệu quả. Hoa đu đủ đực giúp ngăn chặn các mảng bám cholesterol, phòng tránh được bệnh về đường huyết. Công dụng của hoa đu đủ đực giảm cân. Hoa đu đủ đực có thành phần chứa nhiều chất xơ, đạm tự nhiên, vitamin rất tốt cho những người đang mang trong quá trình giảm cân hay bị thừa cân béo phì. Bên cạnh đó, uống nước từ hoa đu đủ đực giúp quá trình trao đổi chất tốt hơn, từ đó sẽ đánh tan mỡ thừa. Đây là câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi hoa đu đủ đực có giảm cân không mà nhiều chị em đang mắc phải. Hoa đu đủ đực chữa được bệnh gì? Có rất nhiều người ít biết đến tác dụng chữa bệnh thần kỳ của hoa đu đủ đực, mặc dù nó là khắc tinh của một số bệnh lý khó chữa như là đau dạ dày, ung thư, huyết áp và tiểu đường. Vậy cụ thể bạn đã biết bông đu đủ đực trị bệnh gì chưa? Nếu chưa, hãy tiếp tục khám phá ngay sau đây nha. Hoa đu đủ đực có tác dụng chữa bệnh đau dạ dày. Dùng hoa đu đủ là cực kỳ an toàn, sử dụng thường xuyên sẽ giúp làm lành các bệnh liên quan đến dạ dày. Hơn 50% các chứng đau dạ dày là do viêm đường dạ dày, loét dạ dày. Trong hoa đu đủ đực có chất chống viêm, làm lành các vết loét rất tốt, vì thế nó có thể sử dụng như một loại thuốc tự nhiên chữa đau dạ dày. Hoa đu đủ đực có tác dụng chữa ho. Hoa đu đủ đực có nhiều dưỡng chất và khoáng chất tốt cho đường hô hấp, trong đó đặc trị các chứng ho đờm, ho khan. Hoạt chất kháng viêm trong hoa đu đủ đực sẽ cải thiện rất tốt tình trạng sưng tấy, viêm ở cổ họng, từ đó làm giảm triệu chứng ho, đau rát họng. Hoa đu đủ đực giúp hỗ trợ điều trị tiểu đường. Hoạt chất trong hoa đu đủ đực có thể cải thiện tình trạng nồng độ insulin trong cơ thể. Khi nồng độ insulin bị mất cân bằng, đường huyết trong cơ thể không được ổn định, bệnh tiểu đường sẽ dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm. Tác dụng của hoa đu đủ đực giúp hỗ trợ giảm insulin trong cơ thể.
chứ không thể chữa tiểu đường. Vì thế cần kết hợp các loại thuốc khác, đồng thời kết hợp chế độ ăn uống phù hợp. Và cách sử dụng hoa đu đủ đực như sau. Hoa đu đủ đực có vị đắng nhẹ, pha một chút ngọt họng, rất bổ dưỡng. Có nhiều các chế biến hoa đu đủ đực tươi và hoa khô. Dưới đây là một số phương pháp. Cách sử dụng hoa đu đủ đực chân hấp mật ong. Đây chính là phương pháp giúp điều trị ho, đau họng cực kỳ hiệu quả. Đó là dùng hoa đu đủ đực trộn với mật ong hoặc đường phèn, sau đó đem chân cách thủy. Dùng uống mỗi ngày 2-4 lần sẽ hết bệnh nhanh. Đặc biệt, hoa đu đủ đực khi chân mật ong sẽ rất tốt cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và bà bầu. Chỉ cần lấy khoảng 8g bông khô hoặc 10g bông tươi, cho thêm một chút mật ong, tất cả để vào một cái chén sứ, sau đó cho vào nồi và đậy nắp lại. Chân cách thủy hoa đu đủ trên lửa vừa, thỉnh thoảng mở nắp ra, nhỏ nước vào bát rồi đậy lại. Cứ đun như vậy khoảng 30-40 phút thì lấy ra uống, ăn luôn cái. Nếu không có mật ong thì bạn có thể thay thế bằng đường phèn, giã nhỏ cục đường phèn để vào bát hấp tương tự như trên. Trà hoa đu đủ đực. Hoa đu đủ đực pha trà uống hàng ngày sẽ đem lại hiệu quả rất là tốt. Dùng hoa đu đủ khô hãm với 1 lít nước uống trong ngày. Nếu bạn không uống được đắng thì có thể cho thêm chút đường phèn hoặc mật ong để dùng, sẽ giúp giảm vị đắng đi rất nhiều. Ngâm rượu hoa đu đủ đực. Hoa đu đủ đực ngâm rượu cũng là một phương pháp cực kỳ hiệu quả, có tác dụng giảm ho, giảm đau nhức xương khớp, tăng cường chức năng hệ tiêu hóa. Dùng nửa ký hoa đu đủ đực kết hợp với 3 lít rượu trắng. Dùng hoa đu đủ đực khô, sao vàng hạ thổ, rồi ngâm chung. Ngâm trong một khoảng thời gian 1 tháng để đem lại tác dụng cao nhất. Đó là những công dụng của hoa đu đủ đực, cũng như là cái cách chế biến hoa đu đực rất là dễ dùng làm trà để uống. Và dùng để chân đường phèn cũng rất là tốt cho trẻ nhỏ bị ho. Và các bạn thấy hay, hãy nhấn like, subscribe, đăng ký kênh Thanh Đồng Vlog ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt các bạn. Hoa đu đủ đực, tác dụng thần dược hỗ trợ điều trị ung thư. Hoa đu đủ đực. Đu đủ là một loại cây thân thảo không mấy xa lạ với nhiều người, nhưng ít ai biết về tác dụng thần kỳ của loài hoa này, như là hỗ trợ điều trị ung thư, huyết áp và trị ho. Bài viết dưới đây thì mình xin chia sẻ với các bạn về cái công dụng của hoa đu đủ đực. Đu đủ có tên khoa học là Carica, là loài cây có nhiều dạng tính như là đực cái lưỡng tính. Cây đu đủ chỉ có duy nhất một ngọn, ngọn chính mọc thẳng, khá mềm. Nếu bị gãy thì phần ngọn này sẽ sinh ra thêm 2-3 ngọn khác. Và cây đu đủ chia làm hai loại, đó là cây đu đủ đực và cây đu đủ cái. Cây đu đủ cái sẽ cho ra quả, còn đu đủ đực thì cho ra hoa. Nên thường ở các nơi trồng đu đủ để lấy quả. Khi gieo trồng, nếu phát hiện cây đu đủ con là cây đu đủ đực thì người ta thường bỏ và không trồng nữa. Cây đu đủ thường được sử dụng gần như toàn bộ các bộ phận của cây, gồm có thân cây dùng làm gỗ, cột, phần lá và hoa được dùng làm thuốc chữa bệnh, phần quả thì để ăn. Và hình dạng của cây đu đủ đực. Cây đu đủ đực thân nhỏ hơn cây đu đủ cái. Và điểm đặc trưng chính là khi phát triển thường mọc hoa ở phần kẽ lá. Hoa thường mọc dài và nhiều. Thân cây đu đủ thường ít khi có nhánh. Phần cành nhánh mọc chủ yếu ở ngọn. Cây đu đủ rất là hiếm, khó mọc.